nổi lên cùng thời nhưng bị nhận xét có độ nhận diện không cao bằng Masew. Hoa Brock nói gì? So với các bạn gọi là đồng trang lứa, những cái nhà sản xuất, những cái producer, mình ví dụ là Masew đi, hai em là bạn thân với nhau, cùng phát triển một cái con đường xem nhau, nhưng hiện nay Masew, chỉ nói thật là khi mà nhắc đến một cái nhà sản xuất, một cái DJ mà làm được những cái âm thanh như thế, khán giả sẽ nhảy số ngay ra Masew luôn. Tức là cái định vị của bạn ở trong lòng khán giả khá là lớn, nhưng thật sự là không ai nhớ ra em luôn. Có bao giờ chạnh lòng khi mình nhìn thấy bạn bè mình đang có những thành tựu như vậy mà mình thì ở trên cái đường đua này mình đang bị bước phía sau rồi? Đôi khi thì nó không thì đó là khó để nói không, nhưng mà ra thì ngay từ đầu á, trong những cái mà mình nói ở giai đoạn trước khi mà bạn đang con đường đi á, sẽ em tự chọn được một con đường khác. Đó là em định hình âm nhạc của mình nó mang màu sắc quốc tế nhiều không? Nó đôi khi là đối với nhạc Việt Nam mọi người thường từ khó nghe á, thì em định hình cái con đường mình đi, cái khẩu vị âm nhạc của mình nó khác. Và lúc đó em cũng đã biết được cái là đối với con đường đó thì mình sẽ không yêu cầu được nhiều cái lượng người nghe, nhiều lượng tiếp cận khán giả Việt Nam biết đến mình nhiều như vậy được. Thì đó là một con đường mà em đã xác định rồi. Không phải là để bao biện, nhưng mà tại vì từ ban đầu á, đam mê của em đó là hầu như là EDM, mà mình em muốn đạt được những cái mà mình mong muốn, biến cho sân khấu lớn, người đi những bài nhạc có nhiều người nghe quốc tế nhiều hơn, thì đó là cái mục đích của em ngay từ đầu. Và đến khi mà mình bắt đầu mình đạt được một số thành tựu đó và mình bắt đầu mình phải chọn một con đường á, thì lúc đó em đã cố gắng ra những sản phẩm mà mình ra một sản phẩm nhưng mà mình đòi hỏi là lượng người nghe là vừa về Việt Nam vừa quốc tế, và đã cố nhiều lần rồi, và kết quả thì nhận lại thì thật sự là rất là khó. Bởi vì thứ nhất về rào cản ngôn ngữ, em cảm nhận được là người Việt Nam mình á vẫn ưa chuộng những bài nhạc tiếng Việt, bởi vì họ cần phải hiểu được cái lyric. Nhưng mà để đòi hỏi người nước ngoài nghe nhạc lời tiếng Việt thì gần như là không thể, và em không thể nào đáp ứng được cái cả hai như vậy. Và lúc mà mỗi lần làm một sản phẩm á, thì em luôn phải quyết định là sản phẩm này sẽ hướng theo thị trường nào, sẽ phải hướng theo thị trường nào. Thì đó là một cái mà em phải chấp nhận, và em không thể đòi hỏi những sản phẩm của mình, ví dụ như nhiều sản phẩm mà ra toàn là tiếng Anh không, hơi hướng âm nhạc màu sắc rất là US UK chẳng hạn, hoặc là EDM chẳng hạn, và mình mong muốn là người Việt Nam mình phải nghe nó thật nhiều thì rất là khó, bởi vì quan trọng âm nhạc vẫn là cảm nhận của mọi người. Và đó là một trong những cái mà con đường trước đây em đã chọn, và em phải chấp nhận chuyện mà mọi người sẽ không thể ở Việt Nam lại nhớ đến em nhiều như vậy được. Thì cái mà em chấp nhận. Và cái đổi làm em được thì có thể là những sản phẩm của em đã tiếp cận được nhiều người nghe quốc tế nhiều hơn. Em đang dùng từ là tiếp cận, bởi vì em muốn là có một lượng người nghe quốc tế, và họ nghe mình dựa trên là thưởng thức một bài nhạc như bình thường, và họ thật sự không còn quan tâm em đến từ đâu. Đó là cái mục đích em mong muốn. Và em nghĩ là bây giờ em đã từng bước thực hiện được điều đó. Tuy nhiên là như chị nói, khán giả Việt Nam không nhớ đến mình quá nhiều, thì đó cũng là một cái mà đấy là cái là thiếu sót của mình, bởi vì trong mình vẫn là dòng máu Việt Nam, mình là một nghệ sĩ. Thì giai đoạn tới thì em sẽ cố gắng có những cái sản phẩm mà nó phù hợp với thị trường Việt Nam nhiều hơn, gần như là một cái đường hướng đi tiếp theo của mình. Và em nghĩ là em phải bước đi song song, chứ không thể nào một sản phẩm mà mình đòi hỏi thì nó phải tiếp cận được quá nhiều người.